sự lựa chọn đường đi của không khí. Xin chào các bạn, trong bài học này lần trước chúng ta đã đi tìm hiểu về nguyên tắc cơ bản của sự lựa chọn chuyên mục yếu tố hiệu quả bao gồm hướng thổi ngang, hướng rơi, khoảng mở rộng của không khí, âm thanh và áp lực. Giờ chúng ta có một sự hiểu biết tốt nhất về các yếu tố hiệu quả trong việc lựa chọn và lắp đặt cửa gió cho hệ thống điều hòa thông gió. Tiếp sau đây chúng ta hãy xem xét đến nguyên tắc cơ bản về yếu tố thiết kế khi lựa chọn những đường đi không khí sao cho hiệu quả mà không ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ. Nguyên tắc cơ bản của sự lựa chọn, yếu tố thiết kế. Các yếu tố bao gồm chức năng, vị trí, lưu lượng không khí và sự đối lưu tự nhiên của không khí. Chức năng. Hầu hết các câu hỏi rất thường thấy là chức năng thiết yếu của nó là sự cung cấp không khí tới căn phòng và không khí hồi về hệ thống như thế nào. cửa cung cấp không khí có nhiều và đa dạng về kiểu loại. Loại lắp âm trần trên trần nhà, loại gắn tường, loại thổi sàn, loại có thể điều chỉnh thay đổi, loại có thể điều chỉnh cố định. Có rất nhiều mẫu có sẵn như loại thổi gió dài và xa, loại thổi gió gần. Tương tự như vậy, cửa hồi cũng có nhiều kiểu thiết kế khác nhau để không khí quay trở lại hệ thống. Thông thường tất cả các cửa hồi đều là cửa có bộ lá chắn cố định. và cũng có nhiều kiểu loại như lắp trần nhà, lắp tường dưới sàn nhà để có tính thẩm mỹ trong không gian thì tất cả những điểm này phải được xem xét kỹ khi lựa chọn và phù hợp với kiến trúc thẩm mỹ để đạt hiệu suất cao. Vị trí Vị trí của cửa cấp gió cũng có rất nhiều kiểu, vị trí để lắp đặt như trần nhà, sàn nhà và tường bao quanh. Có hai yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến vị trí lắp đặt cần quan tâm đó là yếu tố hiệu quả và yếu tố kiến trúc thẩm mỹ phần thiết kế tính toán đường đi không khí từ cửa cấp đến không gian rồi hồi về cửa hồi cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến mức độ thoải mái của người cư ngụ trong căn phòng. Nếu đường hồi mà lắp gần hoặc thẳng hướng gió thổi thì không khí cấp được thổi ra và đi luôn vào cửa hồi. Do vậy luồng không khí không có sự chuyển giao năng lượng trong không gian. Vì thế hiệu suất sẽ kém đi người cư ngụ không có cảm giác thoải mái trong không gian đó. Vì thế, vị trí đường cấp thích hợp sẽ có ảnh hưởng lớn đối với hiệu suất tại hệ thống. Trong một số các trường hợp, có thể yếu tố hiệu suất mà có thể ít nhiều ảnh hưởng đến yếu tố kiến trúc. Chính vì vậy, lựa chọn tính toán cửa cấp và cửa hồi sao cho hiệu suất là tối đa và ít ảnh hưởng đến yếu tố kiến trúc không gian bên trong là yếu tố cực kỳ quan trọng. Lưu lượng không khí. Trong thực tế, Lượng không khí cần thiết để cung cấp, làm lạnh hay làm nóng một không gian nào đó cũng phụ thuộc rất nhiều đến kiểu dáng thiết bị của cửa cấp gió. Thông thường thì tính toán xử lý cung cấp không khí cho một không gian rộng lớn sẽ khó khăn so với một không gian nhỏ. Khoảng không khí được thổi ra từ cửa gió là khoảng không khí có nhiều năng lượng để làm mát hay làm nóng. Nếu chúng ta cung cấp tất cả không khí thông qua một đường vào duy nhất, điều này có thể dẫn đến sự không thoải mái trong từng vị trí vì luồng không khí phân bố không đều. Ngược lại nếu có quá nhiều cửa cấp khí được chia trong một đường cấp không khí thì tỷ lệ cung cấp trên mỗi đường cấp là quá thấp không đáp ứng được sự lưu thông không khí trong căn phòng và không khí có thể trở nên ứ động hoặc sẽ hình thành những vùng không gian trì trệ dẫn đến gây mất thoải mái cho người cư ngụ. Một số mẫu cửa cấp không khí nhờ có sự nghiên cứu căn bản về thiết kế công năng đã trở nên có hiệu quả hơn trong việc xử lý những năng lượng không khí lớn. Các loại cửa cấp không khí có Tỷ lệ hiệu suất cao chúng sẽ pha trộn một cách nhanh chóng các vùng không khí trong phòng, nó điều hòa toàn bộ không gian và làm ngắn khoảng cách chạy của dòng không khí. Đối lưu tự nhiên. Dòng không khí đối lưu tự nhiên được tạo ra bởi các bức tường lạnh hay cửa sổ gần nguồn nhiệt cục bộ cũng nên được xem xét khi tính toán sự chuyển động của dòng không khí trong phòng. Ví dụ, vận tốc không khí đối lưu của một bức tường lạnh hay có cửa sổ thường vào khoảng 50 feet trên phút vì không khí lạnh ở bức tường thường sẽ rơi xuống. Đây có thể được xem là một ưu thế của sự chuyển động không khí trong căn phòng. Đường cấp không khí từ cửa gió đi ra gặp dòng đối lưu này sẽ kéo dài dòng chảy không khí xuống phía dưới, sẽ làm thu hẹp khoảng cách không khí tĩnh trong căn phòng. Đường cấp không khí có thể được yêu cầu để thổi không khí ấm xuống phía dưới hoặc thổi từ sàn nhà lên. Mỗi tình huống sẽ yêu cầu cách xử lý khác nhau và hiệu suất của đường cung cấp cũng hoàn toàn khác nhau. Hiệu ứng nổi của không khí ấm làm cho nó trở nên khó khăn hơn trong việc thổi khí lạnh từ trên xuống, trừ trường hợp lắp cửa cấp gió dưới sàn để thổi gió lên. Trong suốt thời gian mùa hè, ánh sáng mặt trời sẽ làm nóng bức tường từ phía ngoài nhà tạo nên dòng đối lưu không khí nóng từ dưới sàn nhà lên trần nhà. Khi dòng không khí nóng lưu thông từ dưới lên sẽ va chạm với dòng không khí cấp ra cửa gió điều này sẽ dẫn đến khoảng lưu thông của dòng không khí mát bị thu hẹp lại phía trên vùng hai luồng không khí xung đột sẽ tạo một khoảng không khí luân chuyển nhưng điều quan trọng là hãy xem chúng như những lớp không khí luôn ở phía bên trên hoặc cách khác tốt hơn là bạn tạo một bức tường phụ rồi dùng không khí lạnh thổi xuống sẽ hạn chế tốt nhất dòng đối lưu trong nhà trong đoạn tìm hiểu sắp tới chúng ta sẽ tìm hiểu những mẫu thiết kế này làm việc có hiệu quả như thế nào bạn cũng sẽ có khả năng lựa chọn những điều chỉnh vị trí của các loại cửa cấp gió và biết sự ảnh hưởng của thổi ngang cũng như độ rơi của không khí khi cấp vào trong phòng hãy xem điều gì xảy ra trên mô hình khi hai đặt cửa cấp gió quá gần nhau Finally, some fresh air. Achoo. I don't feel so well. My productivity just increased by 33%.